lau diếm cá, bà con ta biết lau diếm cá hết phản bà con, nhưng mà có người không gọi là rau diếm cá mà gọi là rau giáp cá. Đó là tiếng một miền thôi, nhưng mà nó ở chung, chung là nó rất là tốt. Nhưng mà riêng có một số người có một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn rau diếp cá hay là rau gáp cá. Đó là những người không nên ăn, vui lòng đừng ăn là người có lạnh bụng, tiêu chảy, chóng mặt, hoa mắt, huyết áp, dưỡng âm. Wow, quá trời. Thể trạng hàn, tay chân lạnh, rối loạn tiêu hóa là vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình và những căn bệnh của mình. Những người và những bệnh này không nên ăn rau diếp cá hay là rau gáp cá là người có lạnh bụng, người tiêu chảy, người bị chóng mặt, hoa mắt, huyết áp, dưỡng âm, thể trạng hàn, tay chân lạnh, rối loạn tiêu hóa. Vui lòng đừng ăn rau diếp cá hay là rau diếp cá để cho nó tốt cho căn bệnh của mình bà con nha. Rồi, ngoài ra là nó tốt cho sức khỏe. Rau diếp cá hay giáp cá này nó tốt cho người táo bón, bệnh trị, nó bảo vệ và làm đẹp da, tóc, móng, làm tốt cho tiêu hóa. Nhưng mà nó tốt thì tốt, chứ không phải là tốt ta ăn bao nhiêu ngày cũng được, bao nhiêu trong một ngày cũng được đâu nha bà con. Ta chỉ ăn và uống không quá 30 gram trong một ngày. Mà nếu ta sử dụng liền, ăn hay uống thì 5 ngày liền, chúng ta phải nghỉ 2 ngày. Uống được sáng, chiều, tối. Sáng, trưa, chiều, tối gì cũng uống được. Tối thì chúng ta để cho thanh nhiệt, giải độc. Tuyệt đối không uống sau 22 giờ cho đến 6 giờ sáng. Uống giờ nào cũng được, nhưng mà từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau là vui lòng đừng uống cho nó tốt cho sức khỏe của mình và nó tốt cho căn bệnh của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, sao chị xin chào.